Thưa quý vị và các bạn, từ chối lời mời hấp dẫn từ các bệnh viện lớn và một cuộc sống ổn định tại Nhật Bản, giáo sư bác sĩ chuyên khoa mắt người Nhật Bản Hattori Tadashi đã quyết định đến Việt Nam và gắn bó với bệnh nhân nghèo trong hơn 20 năm qua. Tại Thừa Thiên Huế, ông cũng là người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành nhãn khoa tại địa phương. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của vị bác sĩ có trái tim nhân hậu và vô cùng đáng quý này. Giáo sư Hattori Tadashi là giám đốc điều hành tổ chức phòng chống mù lòa châu Á, một bác sĩ phẫu thuật điều trị các bệnh về đái mắt, thủy tinh thể hàng đầu thế giới. Với những thành tích ấn tượng này, giáo sư có thể dễ dàng sở hữu một cuộc sống ổn định, thu nhập tốt tại quê hương Nhật Bản. Vậy nhưng ông đã quyết định đi theo một con đường khác, khó khăn nhưng đầy ý nghĩa, đó là mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo Việt Nam. Thật đau lòng khi thấy nhiều bệnh nhân mất đi một mắt từ lâu. Chỉ khi mắt còn lại bị bong võng mạc hay không thể nhìn thấy thì họ mới tìm đến bệnh viện. Có trường hợp bắt buộc phải phẫu thuật nhưng nhất quyết trở về vì không có tiền điều trị, chỉ vì thiếu vật tư thiết bị phẫu thuật. Nhiều người dân đã phải sống trong bóng tối mãi mãi. Điều đó khiến tôi suy nghĩ không thôi và quyết định dành hết số tiền tích góp mua nhà để sang Việt Nam thực hiện phẫu thuật. Ròng rã hàng chục năm trời, các chuyến đi thiện nguyện trên khắp Việt Nam đã bào mòn dần nguồn tiền tiết kiệm. Nhưng giáo sư Hattori Tadashi vẫn kiên trì đưa vật tư thiết bị y tế vượt núi xa, tranh thủ những giấc ngủ, bữa cơm vội để tìm lại ánh sáng cho bà con khó khăn nơi vùng xa. Với trung tâm Mắt Huế, từ nơi có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, thì nay Bệnh viện Mắt Huế đã trở thành một trong những cơ sở nhãn khoa hàng đầu cả nước. Thành quả này có được từ những hỗ trợ máy móc hiện đại và sự chuyển giao kỹ thuật tiên tiến của giáo sư Hattori Tadashi cho đội ngũ bác sĩ bệnh viện. Sự hỗ trợ của giáo sư Tadashi Hattori đối với Bệnh viện Mắt Huế thì phải nói là rất là to lớn và rất là hiệu quả. Và bác sĩ cũng đã chuyển giao, trước tiên thì là chuyển giao cái kỹ thuật về mổ phaco cho các bác sĩ ở Bệnh viện Mắt Huế. Dần dần thì chuyển giao những cái kỹ thuật rất là cao cấp hơn, như là kỹ thuật về dịch kính võng mạc mà trước nay thì ở Huế chưa giải quyết được, là bệnh nhân phải đi Hà Nội hoặc đi Sài Gòn. Nhưng mà cho đến nay thì Bệnh viện Mắt Huế có thể tự tin để giải quyết được hầu hết các cái bệnh về mắt cho nhân dân trên địa bàn. Chuyến đi đến Việt Nam dự định kéo dài 3 tháng vào năm 2002 của tôi đã được kéo dài hơn 22 năm qua, và nay nó vẫn đang và sẽ được tiếp tục. Chuyến đi lấy đi của tôi nhiều thứ nhưng mang lại ánh sáng cho hàng chục người dân. Đó là động lực vô giá khiến tôi quyết định gia hạn vô thời hạn đối với chuyến đi này. Vì những cống hiến và đóng góp lớn lao của ông, Chủ tịch nước đã trao tặng giáo sư bác sĩ Hattori Tadashi Huy chương hữu nghị, Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tôn vinh ông là công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế.